Xin chào tất cả anh em ha. Anh em lên combo hai cây linh sam siêu bông nè. Đây là cây thứ nhất nè. Hai cây em Zalo giá 500k bao ship luôn. Cây này hoành 18 ha. Hoành 18, cao 18 luôn. Tính ra cây có 250 mà bao ship nữa. Nè, mấy cái này về mình ép chậu rồi mình vô mình để mình chơi Tết cũng được. Nữa. Linh sam siêu bông, cây này hoành 18, cao 18 nè. Cây thứ nhất. Giao lưu combo hai cây luôn. Đây cây thứ hai nè. Cây này ba thân. Hai cây em giao lưu giá 500k bao ship. Anh em nào thích thì alo số điện thoại em ghi chứ. Này về mình cắt tỉa rồi lợp xương rồi lại cũng đẹp nữa.